Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Rò rỉ nóng cái chiếc Yamaha E5 3.0 2008 phiên bản màu vàng được chạy thử trên đường phố. Yamaha E5 2008, hay còn gọi bằng cái tên khác Yamaha E5 3.0, là cái dòng sport bike ở hạng 105cc đi kèm với công nghệ LVA đầu tiên được Yamaha áp dụng cho khối động cơ đứng. Mới đây cái mẫu E5 2008 phiên bản màu vàng tiếp tục được lộ diện chạy trên đường thử. Dường như Yamaha đã bổ sung thêm màu vàng đen cho tất cả những dòng xe của mình. Cách đây được vài ngày, Yamaha đã hé lộ hình ảnh về cái chiếc XT10, hay còn gọi là I15ZR ở thị trường Mã Lai, cũng xuất hiện cái màu vàng đen mới. Và giờ đây cái màu vàng đen được tiếp tục xuất hiện trên cái chiếc E5 3.0 ở thị trường nước này. Như mọi người cũng biết, cái chiếc Yamaha ER15 3.0 sở hữu kiểu dáng là cực kỳ thích hợp, khi đồng học được thừa hưởng từ người đàn anh R-Series của hình. Đi kèm với đó là hàng loạt những công nghệ hiện đại như đèn pha dạng LED phục upside down, màn hình full LCD, mâm thiết kế hoàn toàn mới, đèn hậu dạng LED, cùng với đó là có động cơ có dung tích 155cc áp dụng công nghệ VRA đầu tiên trên có động cơ đứng. Đây là cái nền tảng cơ bản cho tất cả những dòng xe 150cc hiện tại của hãng, cho công suất cực đại 19.3 HP. Mẫu tem mới này hiện nay chưa được hãng công bố rộng rãi. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.